Khán giả Phạm Văn Toàn, số điện thoại 0359, 3 số cuối là 074, ở Mộc Châu, Sơn La có hỏi như sau. Cây nhãn trồng được chục năm và ghép được 5 năm, cây có hiện tượng nứt quả, rụng quả ngoài da bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Tống Khiêm ạ. À, vâng, cái biểu hiện mà nứt quả đấy, nhãn thì thường là thiếu canxi. Mà canxi thì nó gọi là trung lượng và nó có rất nhiều trong cái vôi bột và trong phân chuồng hoai mục đấy. Do đó là gì, là nếu mà bác mà không bón phân chuồng đầy đủ, phân chuồng hoai mục đầy đủ, hoặc là có thể là do là bón nhưng mà cái phân chuồng thì chất lượng nó không cao, nó thiếu nhiều canxi đấy, thì mình phải bón vôi bột, lại không bón vôi bột nữa, thì như vậy là nó thiếu rất là nghiêm trọng. Thế một khi mà đã thiếu nghiêm trọng như thế đấy, thì cộng với cái thời tiết mà nắng mưa thất thường, đang nắng lại mưa, hoặc là ban ngày nắng ban đêm thì lạnh đấy, ở vùng xa, ở vùng vùng cao là nó hay thế. Thế hoặc là nó chủ yếu là mùa này là nắng mưa thất thường, thì nó tăng cái khả năng là nứt quả. Thế còn nếu mà bác bón nhiều phân chuồng rồi, hoặc là phân chuồng cộng với vôi bột nhiều, thì như vậy là khả năng ấy là dù là có nắng mưa thất thường nhưng mà cái tỷ lệ gọi là nứt quả cũng rất là ít, rất là thấp. Cho nên đấy là cái cách để bác là phòng ngừa cái gọi là cái hiện tượng nứt. Với trong một cái chùm nhãn mà mình đi bán mà nó lại lác đác nứt quả là hơi bị mất giá đấy. Thế và nếu mà bác muốn giữ giá cho cái gọi là cái cây nhãn của mình ấy, thì vụ này không khắc phục được rồi, thì bác phải chấp nhận là tỉa những cái quả nứt đi, thì như vậy bán nó mới được giá và như vậy đỡ thua thiệt. Thế còn từ sang năm bác nhớ bác làm như tôi nói, tức là một cây nhãn đó là nhãn là bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhãn là không 2 năm, vâng, ghép được 5 năm ạ. 5 năm nhãn thì trồng được chục năm rồi ạ. Chục năm đấy, à. Thì như vậy là nếu mà cây nào mà ghép mà 5 năm thì bác bón được khoảng 45-50 cân phân chuồng hoai mục sau khi gọi là thu hoạch vụ trước. Cái thứ hai là đối với cây 10 năm thì bạn phải bón một tạ, 10 năm trở lên chỉ có bón một tạ, dù có 20 năm 25 năm cũng bón một tạ, nhưng mà dưới 10 năm thì phải bón theo cái số lượng tuổi. Ví dụ 3 tuổi nên bón 30 cân đấy, 5 tuổi 50 cân, vân vân và vân vân. Thì nếu mà cách chăm sóc như thế đấy, thì tôi tin rằng là cái hiện tượng mà gọi là nứt quả dù là thời tiết bất thuận thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Vâng, cảm ơn, xin được cảm ơn chuyên gia Tống Khiêm. Vâng, thưa bà con, và như thường lệ trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là tiểu mục kết nối nhà nông. Ba khu chuồng lạnh nuôi vịt thương phẩm khép kín được ông Trịnh Xuân Phúc ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội đầu tư hàng tỷ đồng từ năm 2017. Giữa hè oi bức, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 39 đến 40 độ C. Thế nhưng hàng nghìn con vịt tại trang trại của ông Phúc vẫn mát mẻ. Quy trình của nuôi vịt này thì cái nhiệt độ ở trong cái chuồng lạnh này là phụ thuộc vào từng ngày tuổi một của con vịt. Thế cho nên là nếu mà nuôi ở chuồng lạnh này là phải bảo đảm là cái nhiệt độ môi trường chăn nuôi là phải ổn định, nó phải bảo đảm. Con vịt như tầm tuổi này bây giờ hiện nay là nhiệt độ thích hợp nhất cho nó là 27 độ. Chuồng nuôi vịt thương phẩm này vừa được ông Phúc xuất bán cho công ty hơn 3.000 con, trọng lượng từ 3,4 đến 3,5 kg một con. Quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ, mỗi lứa vịt xuất chuồng đã trả công cho gia đình ông Phúc từ 80 đến 100 triệu đồng. Bà con quan tâm đến kinh nghiệm nuôi vịt trong chuồng lạnh có thể liên hệ ông Trịnh Xuân Phúc theo địa chỉ xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội. Quay trở lại với những câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được. Câu hỏi đến từ khán giả Phạm Văn Hà, số điện thoại 0982, 3 số cuối là 993, ở Hải Hậu, Nam Định có hỏi như sau. 200 cây na trồng được 3 năm, khi cây ra quả thì quả luôn méo mó, không được đẹp mã. Số quả bị như vậy rất nhiều, hỏi có cách nào làm cho quả na có thể đẹp mã hơn được hay không? Xin mời tiến sĩ Tống Khiêm ạ. Vâng, cái này là không khó, trong quá trình cái này chủ yếu là do kỹ thuật canh tác của mình thôi. Tức là cái cây trồng của nhà cây na nhà bác ấy là nó hút cái dinh dưỡng và nó đưa lên quả không đều. Đấy, nó không đều, không đều bởi vì thứ nhất là cái hoạt động về cái bộ rễ ấy, rồi là cái nhựa nguyên, nhựa luyện nên nó dẫn lên dẫn xuống ấy,
thì là nó hoạt động không bình thường. Rồi nó dẫn đến là gì? Là chỗ thì là rất là nây quả, là do dinh dưỡng rất là tốt, nhưng mà chỗ thì bị lép. Đấy. Thế và vậy nguyên nhân sâu xa nữa là vì sao cái bộ rễ nó lại khó hút dinh dưỡng như vậy, hay là hút không đầy đủ như vậy, thì bác lại phải xem lại cái đất đai. Nếu mà đất mà nó gọi là nặng quá, đất sét quá nhiều ấy, thì nó cũng dẫn ra cái trường hợp đấy. Cho nên là gì, trong quá trình chăm sóc bác phải chú ý cho tôi, một là phải bón nhiều phân chuồng mục để nó thay đổi cái tính chất gọi là lý tính của đất đi, nó thành, ví dụ đất nó đang là đất thịt nặng, hoặc là đất sét nặng, hoặc là đất lại quá nhẹ cát pha. Thế thì khi mà bác bón nhiều phân chuồng mục thì nó cải tạo, nó làm cho tơi xốp đất, và vì thế là bộ rễ là nó hút rất là đầy đủ dinh dưỡng, nó hút đầy đủ lên, lá phát triển đều, và đặc biệt là quả nó nây đều. Do đó là cái biện pháp nó rất là đơn giản thôi, bằng cách là gì, bác bón nhiều phân chuồng hôi mục để cải tạo đất, đồng thời cải tạo cái hoạt động của bộ rễ. Thế thì cái na của bác là đây là gì, là bác trồng như vậy là cây na này là được 3 năm rồi ạ. Được 3 năm tuổi. Đấy, được 3 năm tuổi thì bác nên là bón cho mỗi một gốc cây là tối thiểu là khoảng độ 25-30 cân. Đấy, tôi nói tối thiểu. Đối phân chuồng hoai mục chúng tôi không có khái niệm tối đa. Nhưng mà phân hóa học thì chúng tôi luôn luôn là nghĩ đến tối đa, không được bón quá ngần này. Nhưng phân chuồng thì không được bón ít hơn ngần này. Cho nên là càng nhiều càng tốt. Thì đấy là một cái nguyên tắc. Cái thứ hai là trong quá trình là chăm sóc là bác cũng luôn luôn nhớ là để cái độ pH của đất trồng na là luôn luôn là phải 7. Mọi cái cây trồng chúng tôi hay khuyến cáo là gì? 6 là được rồi, 6,5 là ok. Nhưng mà đối với cây na là nó thích hợp kiềm. Đấy, cho nên người ta mới trồng trên na, thích hợp nhất, phát triển nhất là trên cái đất núi đá vôi. Ví dụ như ở Lạng Sơn là người ta chủ yếu đá vôi. Do đó là mình nên là trộn nhiều gọi là vôi bột với phân chuồng hoai mục. Tôi lấy ví dụ 3 tuổi bón 30 cân thì bác phải bó trộn cho tôi đó ít nhất là 2 cân vôi bột. Đấy, cho một cây trộn đều phân chuồng sau đó bón. Đấy. Thế còn thì cái độ ẩm thì bác nhớ cho là không nên để quá 70%. Với tất cả những cái biện pháp như thế thì tôi tin rằng là cây na nhà bác từ sang năm trở đi nó sẽ không bị gọi là méo mó, đúng không? Rồi chỗ thì nây, chỗ thì bị lép. Vâng. Đúng không? Xin được cảm ơn chuyên gia Tống Khiêm. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được đến từ khán giả Ngô Văn Bằng, số điện thoại 0967, 3 số cuối là 164, ở Đoan Hùng, Phú Thọ có hỏi như sau. Chó nuôi được 4 đến 5 năm, chó có hiện tượng ốm và ghẻ thân, ngoài da bình thường, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn ạ. Vâng, thưa anh Bằng, đương nhiên là khi con chó nó bị ký sinh trùng ngoài da như là ghẻ, như giận thì nó sẽ bỏ ăn và nó sẽ gầy, thậm chí nó còn không sinh sản được, không thụ tinh được vì nó quá gầy quá yếu. Cách phòng của nó chỉ có bằng cách là nuôi sạch sẽ, và cách điều trị thì nếu như mà phát hiện sớm thì cũng rất là dễ, còn nếu như quả thật nó nặng thì cũng không phải là dễ chữa lắm đâu. Và tôi sẽ cho anh một cái bài thuốc, nhưng mà với điều kiện là phải kiên trì, phải tích cực đấy, và phải khẩn trương thì mới có thể điều trị được bệnh ghẻ nếu như con chó của anh mà nó ở cái tình trạng nặng. Trước hết là anh sẽ phải xử lý bằng cách coi như là thay chỗ ở cho chó, không cho ở chỗ mới, chỗ cũ nữa, mà chuyển sang chỗ mới. Vì chỗ cũ là tất cả các cái con ghẻ nó đã cư trú ở đây rồi, nó ngoài cái bám trên thân ấy, nó còn rút vào trong các cái khe chuồng, khe cạnh đấy. Chúng ta phải chuyển sang chỗ mới, chuyển cho mới một thời gian sau đó. Còn chỗ cũ thì anh sẽ dùng nước sôi, anh dội rửa tất cả xung quanh đấy, đấy, cho nó ổn định đi. Sau đó 15 ngày anh lại đưa con chó trở về chỗ cũ, để cho cái vòng đời của con ghẻ nó không chưa kịp sinh sản thì con chó nó sẽ luôn luôn được cách ly với mầm bệnh. Đó là việc đầu tiên anh phải làm đấy. Việc thứ hai nữa tức là anh phải điều trị cho ngay cái con chó đó bằng các cái giải pháp điều trị tích cực. Trước hết là anh sẽ mua cái Ivermectin, anh tiêm cho nó hai đợt liên tiếp. Ví dụ như là tuần này anh tiêm thì tuần sau anh phải tiêm ngay, chứ anh không được để cách ngày anh tiêm. Vì cái thuốc Ivermectin này nó có tác dụng tức là nó thẩm thấu, nó đi vào trong máu, và khi con ghẻ nó hút cái máu đấy thì nó sẽ
nó sẽ nhiễm phải thuốc này và nó sẽ chết. Đấy là trường hợp là mình phải tiêm. Và trường hợp thứ hai tức là bôi ngoài da bằng cách là anh tắm các cái nước lá đào này hoặc là nước lá xoan, thì nhà quê mình là mình kiếm rất là sẵn rồi. Và mình pha thêm với lại cứ 10 lít thì mình cho thêm khoảng độ 200 gram cái xà phòng bột cho nó quấy nó lẫn thôi. Thì mục đích người ta cho xà phòng bột vào để với cái tác dụng của cái kiềm này, khi mà chúng ta tắm thì cái lá đào này nó đắng thì con ghẻ nó sẽ chết, nhưng mà có cái xà phòng này nó sẽ làm cho các cái vết thương nó dễ lở ra và nó dễ lộ cái vết thương ra. Thì để đến lúc coi như là anh sẽ dùng cái lưu hình ấy. Đấy, thì cái sau đó anh sẽ bôi cái bột lưu hình cộng với lại cái dầu ăn của mình ấy. Cái liều lượng của nó là anh sẽ lấy 15 gram cái bột lưu hình ngay ra chợ mà mua, cộng với lại coi như là 60 gram cái dầu ăn của mình. Hai thứ này anh hòa lẫn với nhau, sau đó anh bôi lên trên cái vết thương mà anh vừa tắm xong rồi ấy, bằng xà phòng nó sẽ lộ hết hết ra. Đấy. Thì vì chúng ta cũng quan niệm tức là khi chúng ta bị mụn nhọt ấy, chúng ta tắm nước xà phòng thì toàn bộ cái miệng vết thương nó lở hết ra. Đấy. Những cái da chết là nó bong hết ra, thì nó lộ hết ra thì chúng ta bôi thuốc và nó mới ngấm ở bên trong. Anh phải làm tích cực như vậy trong phạm vi 1 tuần hoặc là 15 ngày. Thì nếu như bệnh nó nặng thì nó mới dần dần nó mới khỏi được. Và bằng cái hiện tượng như tôi nói, tức là luân chuyển chỗ ở để cho cái con ghẻ nó không có cái điều kiện để nó tiếp tục xâm nhập vào nữa, thì đấy là cách làm tốt nhất và cũng là rẻ tiền nhất. Thì xin chúc anh thành công. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn.